thương xót của Chúa. Vâng, con được ơn gì? Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Vân. Dạ, con lên đây xin cha và cộng đồng thương xót Chúa để làm chứng cho Chúa là cha cứ cứu chữa cho cháu con. Rồi. Dạ. Ừ. Dạ, cháu con tên là hả Giuse Nguyễn Phúc Gia Khang, dạ 8 tuổi. Dạ. Cháu con bị bệnh tim bẩm sinh là rubella bẩm sinh. Dạ. À, bác sĩ đã 7 lần đuổi về không chữa nữa. Chỉ biết đem về để chờ 1-2 ngày là chết thôi. Nhưng mà con không chịu đem về. Con chỉ biết là hả con cầu xin lúc đó tính thác nơi Chúa. Và con đã nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện giùm cho con, cho cháu con thì cha đã trả lời. Nói con cứ yên tâm, cha sẽ và đồng hồng thương xót Chúa sẽ phù hộ cho cháu con. Thì được đâu nửa tháng thì bác sĩ kêu lên cho cháu con mổ tim và cháu con được khỏe mạnh cho tới được giờ. Hallelujah. Làm sao con biết được giáo điểm? Tin mừng con đến đây để mà cầu nguyện. Con lúc mà cháu con bệnh thì em con thì nó không hay đi, nó về nó nói cho con. Rồi con có cái biết tin khấn và con đã nhắn tin cho cha. Dạ. Và cha đã trả lời với con như vậy. Con ở đâu? Dạ, con ở dưới phường 28, quận Bình Thạnh, ở dưới Bình Quế, Thanh Đa. À, thuộc giáo xứ nào? Dạ, hốt có con, trước là con ở giáo xứ Thị Nghè. Dạ, giờ con chuyển về Thanh Đa, nhà thờ Thanh Đa rồi. À, cha gửi tặng cho con, biết gửi tặng con cái gì bây giờ, đang bế đứa bé đó làm sao bây giờ? Con gửi tặng cho cây quạt nha. Đây, gửi tặng cho con cây quạt để quạt cho cháu nha. Đây là một bà nội hay bà ngoại? Dạ, bà nội. Vâng, thưa anh chị em, đây là một bà nội bế đứa cháu nội lên làm chứng là bị bệnh tim bẩm sinh. Mà bác sĩ 7 bệnh viện đều đã trả về và các bác sĩ đều từ chối cứu chữa, bảo chỉ có đưa về để mà chuẩn bị là nếu mà đứa bé gọi là chuẩn bị cho đứa bé là hậu sự đó, nếu mà nói người lớn là lo phần hậu sự đó. Nhưng mà bà ấy vẫn tín thác vào Chúa và Chúa đã chữa lành cho đứa cháu nội của bà. Hôm nay bà bế bé lên để làm chứng cho mọi người tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Rồi, con kính chào.